các bạn. Hôm nay tôi gặp lại các bạn và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng mũi Nitto Phi 20 dài 35 nhé các bạn nha. Đây là tem niêm phong của Nitto và phía ngang của tem niêm Nitto các bạn có thể nhìn thấy. Đó, rất là chất lượng, rất là kín kẽ. Bây giờ tôi sẽ khui một cái cho các bạn xem nha. Bên trong nó có gì? Bên trong nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đó, các bạn xem của mũi 20 nhân 35 các bạn nha. Đó, các bạn có thể tham khảo. Đây là Nitto chính hãng, có thông tin số điện thoại. Rồi chúng ta đi qua cái phần mũi. Trên đầu mũi chúng ta sẽ có khắc chữ Nitto Phi 20 Japan nha các bạn nha. Đây có cái còn cái lỗ định băm nữa ha. Rồi phía dưới của chúng ta là bằng thép cường lực nha các bạn nha. Mũi Nitto nó sử dụng thép cường lực thôi các bạn ạ. Rồi phía dưới nữa nó là thành phần cuối cùng, nó là hợp kim. Nó sẽ đính một số hợp kim, các bạn có thể nhìn thấy ha. Hợp kim này cực kỳ chất lượng, nó có thể khoan được từ 200 cho tới 300 lỗ các bạn ạ, trên một mũi nha. Nếu các bạn sử dụng dầu giải nhiệt mà tốt nữa thì chúng ta sẽ sử dụng được khoảng là 400 lỗ, maximum chỉ 400 lỗ thôi. Rồi tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về mũi khoan từ Nitto Phi 22 20 nhân 35. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng chính hãng mới. Xin chào, hẹn gặp lại.